Thời gian vừa qua, dù cố ca sĩ Phi Nhung đã rời xa cõi trần được hơn 2 tháng, nhưng con ruột của nữ ca sĩ, Wendy Phạm vẫn thường xuyên cập nhật những video về cô. Theo đó, để tiện giao lưu với khán giả và chia sẻ những khoảnh khắc của cố ca sĩ, Wendy đã lập hẳn một trang YouTube mang tên mình và Phi Nhung. Mới đây nhất trên Instagram cá nhân, Wendy Phạm đăng tải đoạn clip cùng người thân và hai con trai đến chùa thăm cố ca sĩ Phi Nhung. Trong video, Wendy và con trai mang đến một món quà vô cùng đặc biệt cho cố ca sĩ, đó chính là món bánh ngọt. Mỗi lần thăm viếng cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy đều chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Cô thường sắm những món đồ mà mẹ mình yêu thích để mang lên tặng cố ca sĩ. Đặc biệt, chiếc bánh ngọt này cũng là một trong những món yêu thích của Phi Nhung khi còn sống. Quan trọng hơn, nó còn là món ăn yêu thích của cậu bé Nathan. Mỗi khi hội ngộ cùng bà ngoại, cả hai thường xuyên thưởng thức món ăn này. Trước đó, Nathan đã từng livestream cùng mẹ để trò chuyện với khán giả yêu quý bà ngoại. Tại đây, con trai thứ nhất của cô cũng đã giao lưu với mọi người. Tuy chỉ mới bập bẹ nói tiếng Việt, nhưng tính cách vui vẻ dễ mến y hệt bà ngoại đã giúp cậu bé phần nào quên đi sự bồi hồi, cũng như nhận được tình yêu thương của khán giả trò chuyện. Trong livestream, Wendy cũng tiết lộ tâm nguyện của cố ca sĩ Phi Nhung khi còn sống là cả hai cháu đều phải biết nói tiếng Việt. Vậy nên dù bận rộn ra sao thì Wendy và chồng đều kèm cặp hai bé, giúp các bé có thể cải thiện tiếng mẹ đẻ. Có thể thấy dù ở nơi đất khách quê người, nhưng Phi Nhung vẫn luôn ý thức được cần phải giữ gìn trong mình bản sắc văn hóa cũng như tiếng quê hương. Trong lúc trò chuyện, cháu ngoại của cố ca sĩ còn ngây thơ thốt lên: "Con nhớ bà ngoại rất nhiều." Câu nói này không chỉ khiến Wendy bất ngờ mà nhiều khán giả khác đang xem livestream cũng cay khóe mắt. Khi Wendy hỏi con trai nhớ bà ngoại đến cỡ nào, cậu bé trả lời hồn nhiên: "Nhớ đến 100 lần." Chưa dừng lại ở đó, con trai Wendy còn tiết lộ: "Ngoại hay dẫn con đi chơi, đi mua sắm, đút cơm cho con ăn. Mỗi lần con hư, ngoại chỉ là mẹ Wendy." Nathan còn nhắc lại lời hứa chưa kịp thực hiện của bà ngoại dành cho mình là mua quà Giáng sinh khiến khán giả không khỏi xót thương. Được biết ước mơ của anh bạn nhỏ là trở thành cảnh sát, đích thân Phi Nhung cũng từng dặn dò con gái phải gửi cháu ngoại đi lính để quen với nếp sống kỷ luật và sự tự lập, từ đó trở nên mạnh mẽ và đương đầu với khó khăn khi đã trưởng thành sau này. Trước đó, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip Wendy Phạm ngồi trò chuyện cùng một người cậu trong gia đình và một người thân cận của mẹ mình khi còn sống. Con gái Phi Nhung được đề nghị hát để tặng khán giả. Wendy Phạm vui vẻ đồng ý nhưng chỉ xin hát một câu vì giọng cô ngày càng khàn hơn sau khi mẹ mất. Sau một hồi đắn đo chọn lựa, cô đã lựa chọn ca khúc Mẹ là quê hương. Cô tâm sự: "Noel năm ngoái, mẹ nói Wendy quay hát tặng mẹ. Wendy phải lên sân thượng có đèn chiếu vào cho rõ, vì lúc đó đang ở chỗ làm. Ai nấy khá bất ngờ khi cô cất giọng bởi quá giống với Phi Nhung. Chỉ có điều cô còn ngại ngùng và chưa đủ tự tin lên những nốt cao." Bên cạnh đó, Wendy còn tiết lộ về cuộc sống gia đình ở Mỹ. Trong đoạn clip khác cũng do người thân quay cho mình, con gái Phi Nhung hài hước ghi lại cảnh chồng phụ mình làm việc nhà. Cô bảo, ở Mỹ chồng phải phụ vợ chia sẻ công việc trong gia đình. Chỉ một hình ảnh thôi cũng đủ thấy Wendy đang sống rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Nếu mẹ cô nhìn thấy hẳn rất an lòng. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ gì về những hành động của con gái dành cho mẹ Phi Nhung? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.